Review đàn violon giá 2 triệu và tại sao nó là cây đáng mua nhất trong tầm giá. Thường khi mua một cây đàn quá là rẻ, chất lượng không đảm bảo thì cũng là một trong những cái lý do khiến các bạn bỏ học violon sau một vài tháng. Và khi dùng thì sẽ một là gây đau tay khi ấn ngón, cái thứ hai là khó lên dây hoặc có thể không lên dây được, hoặc cái thứ ba do chất lượng âm thanh rất kém, lâu dài có thể ảnh hưởng đến phần cảm âm của các bạn. Nguyên nhân một là sử dụng các loại gỗ quá kém để làm đàn hoặc có thể sử dụng đến cả gỗ ép. Cái thứ hai là khi mua đàn về là người ta nhập là bán luôn, không có tinh chỉnh setup lại đàn cho các bạn. Và với cái mẫu đàn bên mình đã khắc phục hết những cái nhược điểm đó, với giá rẻ nhưng chất lượng vô cùng là tốt. Đàn sử dụng gỗ nguyên miếng tuổi từ 3 đến 5 năm nên cho âm thanh chất lượng rất là ấm và vàng. Sẽ có cuối clip phần test âm của mình đi kèm với nó là vô vàn phụ kiện tặng kèm. Các bạn sẽ không phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào để cho các bạn học violon nữa. Đàn trước khi gửi tới tay các bạn đã được chính tay chú chủ shop và thợ sửa đàn nhiều năm set up lại và kiểm tra lại một cách cẩn thận, đạt đủ yêu cầu chất lượng thì mới gửi đi. Khi mua đàn thì các bạn còn nhận được một số